có thể khẳng định rằng mục tiêu của quân đội tham gia sản xuất, xây dựng kinh tế chính là củng cố bản thân tiềm lực quốc phòng của đất nước. Hai là góp phần gia tăng cái tiềm lực quốc gia. Cái thứ ba là củng cố được vị thế độc lập, tự chủ của đất nước và công nghiệp quốc phòng trong những vũ khí hiện đại, vũ khí, khí tài của quân đội. Và điểm thứ tư, có thể nói quân đội tham gia làm kinh tế là chúng ta tham gia vào quá trình hội nhập quốc tế, như việc tập Tân Cảng là một ví dụ, góp phần nâng cao vị thế quốc tế của đất nước thông qua cái hợp tác với nước ngoài. Và các ông chí nghe hơn một giờ vừa qua, các ông chí nghe và quan sát tham quan cái hoạt động của Tân Cảng, thực tiễn hơn 70 năm qua đã cho thấy tham gia sản xuất xây dựng kinh tế là chức năng cơ bản, thể hiện bản chất truyền thống tốt đẹp của quân đội. Và cùng với thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, quân đội ta luôn tích cực chủ động thực hiện tốt chức năng đội quân sản xuất và thu được nhiều cái kết quả quan trọng, góp phần vào cái sự nghiệp